Mỗi năm chỉ đến có một lần, giờ chia tay lại bần thần con tim. Xin chào, hẹn đến sau thu ta lại gặp nhau. À, anh giỏi quá rồi. Anh mèo mả gà đồng với con nào mà lại còn hẹn gặp nhau? Hẹn hò với con nào đâu, mình cứ đoán già đoán non. Cái nhà này lạnh lẽo lắm hay sao mà hơn 30 độ vẫn quàng khăn, áo len, đắp chăn. Anh chán tôi lắm rồi đúng không? Ui trời, khổ ghê cơ. Tôi có nói là tôi chán mình đâu. Với tôi, những gì đã gắn bó thì luôn lưu luyến trong tim. Mùa đông để lại trong tôi bao nhiêu là kỷ niệm. Nhờ có mùa đông mà cả một tuần tôi không phải tắm. Nhớ cái lạnh ấy lắm chứ. Nhớ đúng không? Nhớ thì phải gặp nhau thôi. Làm sao phải hẹn sau mùa thu? Giời, cái gì đấy? Trời ơi. Trời ơi. Thích cái lạnh thì có cái lạnh rồi đấy. Nóng quá. Nóng chảy mỡ ra, hứng tối nấu canh. Cứ tính theo số, cuối tháng trả một thẻ nhá. Mùa hè không có cái gì sướng bằng thưởng thức cái sinh tố lúa mạch. Giỏi ghê đây. Chị ơi, rút hộ em với nhá, khóa vào. Đang trơn mồm sao lại dừng hình thế nhỉ? Anh cũng lắm trò ghê. Hở ra là bia bòn. Tôi nói anh không nghe lời à? Mình cấm tôi không được quán xá. Ngồi đây trông mấy con lợn nóng quá. Giải khát một tí làm sao mà. Giải khát thì uống nước lọc kia kìa. Làm sao cứ phải bia? Uống cho lắm vào, lát nữa chớ ra. Người say lợn cũng say. Hai vợ chồng có chuyện gì mà to tiếng thế? Cái lão nhà tôi đây này, suốt ngày bia bọt bực cả mình ra. Đàn ông, mấy ai không thích cái món đấy đâu. Mà chăn nuôi kiểu gì mà lợn đẹp thế? Chăn nuôi gia súc gia cầm, hãy dùng thương hiệu có tầm như Fago. Tiền chảy vào túi cứ phải gọi là Toto. Fago Fit, thức ăn chăn nuôi, heo gà, ngan vịt bò. Fago Vet ra lò những sản phẩm thú y. Fago Food cung cấp thịt sạch mê ly tuyệt vời. Đã dùng một lần thì nhớ đời không quên. Ngoài ra còn có Fago Farm, chuỗi trang trại khép kín, uy tín đỉnh cao. Này anh, ra nắng chơi cho mát đi để chị em chúng tôi còn trò chuyện. Mùa hè đến rồi, cứ mỗi buổi chiều lại đứng ngồi không yên. Thứ nhất là các lão ra quán xá tốn tiền. Thứ hai là khướt khườn khượt về lại phiền đến cái lỗ tai. Chả riêng gì cái chuyện ấy đâu, còn nhiều chuyện cười ra nước mắt ấy chứ. Ông giời ơi, ông vãi nắng xuống nhân gian làm gì mà nóng thế? Nóng vãi nước vãi nồi ra thế này thì sống thế nào? Trời nóng bức cũng có cái hay. May nhờ có cái tủ lạnh không thì quang tèo. Ôi giời ơi,
Thế kia thì bao nhiêu tiền điện cho vừa? Mẹ đùa hay thật đấy? Mẹ mày mày không tiếc lại còn là tiếc điện. Nóng như đổ lửa bố mày chịu được à? Cút mẹ mày đi. Cút luôn. Trộm! Trộm bà con ơi! Anh dở hơi à? Em Hến đây, trời ơi. Sao phải be bịt kín thế? Ra đường trời nắng quá, em sợ đen hết làn da em bé của em nên là mới mặc thế đấy. Mẹ ơi, nấu hộ con nồi canh, cho nhiều mỡ vào nhé. Đây, mẹ nấu canh rồi đây, cho nhiều mỡ như lời con dặn đấy nhá. Hốc đi. Nhất mình đấy nhá, được mẹ chồng nấu cho ăn. Mỡ mẹ lấy ở đâu mà mùi hôi hôi? Trời nóng, mỡ nó cứ chảy ở nách ra. Mẹ tiếc mẹ hứng nấu canh. Trời ơi! Lại còn lấy cái mỡ ở nách nữa. Thảo nào thấy mùi hôi nách. Nóng thế này lại mất điện là thế nào? Mùa hè mất điện là đúng quy trình rồi. Năm ngoái cũng thế đây. Nhà nhà người người lao đao vì điện đóm. Thời đại 4.0 thời đại sắp chuyển về 0.4 đến nơi rồi. Nóng bức ăn uống làm sao? Hứ